người đều phải chết. Nơi Adam thế nào, mọi người sẽ được tác sinh trong Đức Kitô như vậy. Chúng con tin tưởng Chúa từ cõi chết sống lại, vững lòng trông cậy ngày sau cùng Chúa sống lại. Mọi người đều phải chết, nơi Adam thế nào, mọi người sẽ được tác sinh trong Đức Kitô như vậy. Chúa luôn nhân từ, đoái nhìn ai sơ kính ngài, trong ngày sau cùng niềm vui hưởng phúc thiên đường. Mọi người đều phải chết, nơi Adam thế nào, mọi người sẽ được tác sinh trong Đức Kitô như vậy. Sống luôn sẵn sàng đón nhận khi nghe Chúa mời, vui hưởng nước trời, hạnh phúc niềm vui muôn đời. Mọi người đều phải chết, nơi Adam thế nào, mọi người sẽ được tác sinh trong Đức Kitô như vậy. Mọi người sẽ được tác sinh trong Đức Kitô như vậy.